Sáng sớm luyện não ngày thứ 12 và đề luyện phản xạ hóa học, đề số 02 và thầy trò chúng ta bắt đầu chiến đấu. Từ câu số 1, rồi. Loại phân bón nào cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng? Cái câu mở đầu của một ngày nó rất quan trọng nhé. Nguyên tố nào cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng? Phân đạm đúng không em? Phân đạm, và phân đạm là đáp án chính xác của chúng ta. Đáp án đúng đáp án D nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Wow, rất tốt. Rất tốt các em ạ. Rồi thầy nhìn thấy Minh Phương dạy rồi. Câu số 2 ạ. Polymer nào sau đây được dùng làm tợ? Polymer nào sau đây ạ được sử dụng làm tợ? Tinh bột không nhá, polyethylene không nhá, polybutadien không nhá, nylon 6,6. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Câu 3. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như tham gia cái buổi học của thầy Minh. Và thầy Minh rất mong muốn rằng là các bạn và các em có thể ủng hộ thầy Minh bằng cách là chia sẻ được buổi học này tới tất cả các bạn và các em. Bởi vì đó là một cái nguồn động lực cho thầy Minh có thể dậy sáng sớm cùng với các em liên tục từ giờ đến hôm thi. Các bạn, nguyên tắc điều chế kim loại là Mn cộng biến thành M đúng không? Lúc nào mới phải nhầm như vậy. Mà Mn cộng của chúng ta thì nó có tính gì ạ? Mn cộng của chúng ta nó có tính oxy hóa. Vậy là nó sẽ là bị khử. Vậy chuẩn sẽ là gì ạ? Khử ion kim loại thành nguyên tử nhá. Đáp án chính xác là đáp án D. Thầy nhìn thấy Thúy Kiều rồi, rất tốt. Ok, Nguyễn Đạt thấy chưa? Sáng nay comment xịn rồi đúng không? Câu số 4 ạ. Chất nào có nhiều trong hoa thốt nốt ạ? Nào, Tài chăm chỉ đấy. Cố gắng làm sao mà chủ nhật thi điểm cao top 1 nhá Tài nhá. Câu 4 ạ. Chất nào sau đây ạ có nhiều trong hoa thốt nốt ạ? Nào, chất nào cho sau đây có nhiều hoa thốt nốt? Gì ạ? Saccharose, đúng không? Saccharose có nhiều trong hoa thốt nốt. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Thầy nghĩ rằng là những cái câu này ít bạn sai này. Mình đang luyện phản xạ này. Mình đang luyện phản xạ mà. Tăng tốc nhá. Tăng tốc nhá. Bây giờ các bạn comment làm sao mà nhanh hơn thầy. Các bạn comment nhanh hơn thầy nhưng mà phải chính xác, được không ạ? Thầy bắt đầu tăng tốc. Câu 5. Kim loại nào sau đây có thể khử nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm? D. Bây giờ câu 6. X có nhiều trong quả nho chín nên gọi là đường nho. Vậy X là glucose. D. Câu 7. Kim loại X có thể hòa tan trong dịch H4 loãng dư. Vậy X phải đứng trước H trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? C. Fe. Câu 8. Chất nào phản ứng màu biểu rê? Vậy nó phải lớn hơn dipeptide. Vậy A bỏ. Đúng không? Đáp án đúng. B. Albumin, lòng trắng trứng. 9. Kim loại X là cứng nhất, cứng nhất là cà rút. 9A. Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tơ tằm, bông thuộc loại tơ nhân tạo. Sai. Thiên nhiên. Polyacrylon được dùng là nước chất dẻo. Sai. Thằng này vẫn là tơ. Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi. Được chưa? Đáp án đúng. Đáp án C. Các bạn thấy kinh không? Thầy tăng tốc một tí thôi mà thầy đã vượt qua tất cả các bạn. Kinh khủng chưa? Quá kinh khủng. Mà quan trọng nhá, những câu dễ này mình phải làm nhanh nhưng mà phải đúng, các bạn nhớ nhé. Nhanh nhưng phải đúng. Câu 11. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? Thì nó là benzin acetan. Thế để làm sao để mà nhanh mà đúng được? Các bạn nhìn kỹ nhé. Thầy Minh khi mà thầy Minh làm á, thì đó là thầy Minh gạch chân những cái từ chốt. Thầy rất quan trọng. Từ chốt rất quan trọng. Để gọi là bắt chốt đấy. Câu 12. Phenol và alcohol ethylic thì đều phản ứng được với thằng nào? Thì phenol là thằng có tính axit yếu. Alcohol ethylic thì không có tính axit. Nhưng mà cả hai thằng đều có chung nhóm OH. Đúng không? Điều đặc biệt là cả hai thằng này nó đều có chung nhóm OH. Vậy thì nó đều phản ứng được với Na. Đáp án A. Câu 13. Chất béo thì có đặc điểm chung là sao đây? 13. 13, 13 các bạn chọn đáp án gì ạ? Chất béo thì có đặc điểm chung là sao đây? Đặc điểm chung nhá. Không tan trong nước, nặng hơn nước là sai. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, đúng không? B. Được chưa? Chất béo thì chúng ta có là có thể có chất béo lỏng, có chất béo rắn, nên là tính chất chung đó là không tan trong nước, nhẹ nước thôi, được không ạ? 14 ạ. Ion kim loại nào sau đây, có tính oxy hóa là yếu nhất? Nào, ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa là yếu nhất? Yếu nhất thì ion kim loại này nó phải có tính khử là mạnh nhất, đúng không? Khi nào? Đáp án đúng là đáp án A, Na. 15. Amin X rất độc. 15. Amin X rất độc. Có trong cây thuốc lá.
Vậy X là nào? 15. Amin X rất độc, có trong cây thuốc lá. Vậy X là cái gì ạ? 15 ạ. X là cái gì ạ? Nicotine, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nicotine. 15 ạ. Hello Thúy Kiều. Rồi, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng là câu 15 là ý B nhá. Thì Yên thầy Tuyên Dương các bạn tẹo nào. Tuyên Dương bạn Nguyễn Đạt. Hello, chào Thọ nhá. Tuyên Dương Nguyễn Đạt này. Tuyên Dương Thùy Duyên, Tuyên Dương Khánh Minh, Tuyên Dương Phạm Minh Phương. Đấy. Tuyên Dương tất cả các bạn và các em. Đấy, những bạn mà comment đáp án rất chính xác. Câu 16 ạ, công thức phân tử của acetylen. Acetylen là CH nối 3CH, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, C2 lại. 17 ạ, dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 ạ? 17 ạ, dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 ạ? pH lớn hơn 7, vậy thì nó phải là môi trường kiềm, đúng không em? Và nó là môi trường kiềm, vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Đang trong những cái ngày mà ôn thi cuối cùng dành cho 2K6, và thầy Minh đang soạn một bộ tài liệu cực chất dự đoán các cái câu mức độ vận dụng cao, 4 câu cuối đấy, dành cho tất cả các bạn là fan cứng của fanpage của thầy Minh. Đây là món quà đặc biệt nhất mà thầy Minh dành tặng đến cho tất cả các bạn là học sinh cứng của thầy Minh. Đấy, câu 18, chất nào sau đây không phải là lipid, nên các bạn tranh thủ comment và tương tác với fanpage của thầy Minh để các bạn lên fan cứng nhá. 18, chất nào sau đây không phải là lipid, không phải là lipid nhé. Dầu cá, dầu thực vật, mỡ động vật. Lipid là gì ạ? Là tất cả bọn dầu và mỡ, đúng không? Nên dầu cá, dầu thực vật và mỡ động vật thì đều là lipid. Vậy không phải lipid ở đây là dầu mazut. Dầu mazut là dầu đổ vào máy đấy, đúng không? Nó không phải là lipid, được chưa? Mà nó nguồn gốc của nó là các hydrocarbon mạch dài. Ok nhá, 19 ạ. Amino acid nào sau đây có hai nhóm amino? Nữa lại, nào các bạn cùng chiến xem nào. Amino acid nào sau đây trong phân tử có hai nhóm amino? Amino acid nào mà trong phân tử có tận hai nhóm amino, các bạn comment đáp án xem nào. Hai nhóm amino nữa ra thì nó chỉ có thể anh nào? D, lysin, đúng không? D, lysin. Lysin có hai nhóm nữa này, một nhóm COH. 20 ạ, phát biểu nào sau đây là sai? Số nguyên tử hydro trong phân tử este đơn chức và đa chức luôn là một số chẵn. Cái này đúng. Cho công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng, có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, chính xác cộng H2. Hay đây còn được gọi là phản ứng sản xuất bơ nhân tạo. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol nó cùng nguyên tử khối. Đúng tiếp. Bởi vì este thì không có liên kết hydro, còn lại ancol thì có liên kết hydro, dẫn đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của ancol lớn hơn este. Sản phẩm của phản ứng sao phong hóa chất béo là axit béo là sai rồi. Và glycerol nó phải là gì ạ? Là sa phong. Được chưa? Vậy sai chúng ta là đáp án D, kèm nhá. Sai là D. 20 đáp án D. Đấy, các bạn chú ý nghe cả những cái câu mà thầy phân tích để chúng ta có thể nhớ được sâu kiến thức lý thuyết hơn. Câu hỏi 11. 11,2 gam bột Fe, chúng ta sẽ tìm được số mol Fe bằng 11,2 chia 56 bằng 0,2 mol. Tác dụng với V ml dung dịch Cu thì ta sẽ có rằng là vừa đủ, thì ta sẽ luôn luôn có là số mol Fe bằng số mol Cu bằng 0,2. Vậy đến đây mình tìm được V bằng 0,2. Được chưa? Với V bằng 0,2 thì ta sẽ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 22 ạ. Câu 22 ạ. 22 nào. Hợp chất này thì có tên gọi là gì? Đấy, hợp chất này thì tên gọi của nó là gì ạ? Etin, metin, amin nhá. Etin, metin, amin. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 23. Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phần tử? Chứa nguyên tố nitơ trong phần tử thì nhìn phát biết ngay anilin. Vậy anilin là C6H5NH2, đúng không em? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 24. Kim loại nào sau đây tác dụng H4 loãng thì sinh ra khí H2? Kim loại tác dụng H4 loãng mà sinh ra khí H2 thì nó chỉ có thể là A, Fe. Đấy, đây là luyện phản xạ. Bây giờ đến là chống lát não này. 25, những buổi sáng sớm như này mà chúng ta làm bài tập, nó giúp chúng ta sẽ cảm giác được cái độ gọi là pan não, đúng không? Oxy hóa hoàn toàn 22,84 gam hỗn hợp X bằng O2 thu được 35 gam hỗn hợp của các oxit. Vậy ta sẽ tìm được số mol oxy trong oxit sẽ bằng 35 trừ 22,84. 35 trừ 22,84 vì tìm oxy trong oxit nên thầy chia 16. Được chưa? Và số mol oxy trong oxit cũng chính bằng số mol của H2SO4 và chính bằng số mol của SO42 trừ.
Được chưa? Mặt khác ta lại có là m muối sunfat thì chính bằng m của hỗn hợp x cộng với m của SO4 2 trừ. Được chưa? Và bằng 22,84 cộng với 96 nhân với số mol SO4 2 trừ. Vậy bây giờ chúng ta phải bấm máy tính để ta xác định xem là số mol của SO4 2 trừ bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính hộ thầy mình vậy ạ. Đấy, hôm nay thi thoảng nhờ các bạn bấm máy tính cái nhỉ. Thi thoảng thôi. Thi thoảng thì nhờ các bạn bấm máy tính hộ thầy chút. Nào các bạn bấm máy tính hộ thầy mình nào. Bạn bấm máy tính của thầy mình ạ. Bằng bao nhiêu? Bạn cho thầy một con số được không? Thầy cần một con số. Rất cần một con số. Nay để cho các bạn bấm đấy. Để thầy bấm thì buồn lắm nhỉ. Xem nào. 22,35 đầu tiên lấy 35 này trừ đi 22,84 đã. Được bao nhiêu chia 16? Đúng không? Rồi nhân với lại 96. Rồi cộng với lại 2,84. Xem nào, Khánh Minh ra bao nhiêu? Bạn là Khánh Minh. Khải Minh là 95,8. Đây ạ, bọn 95,8. Rồi, ok. Đáp án chính xác của chúng ta là 95,8. Đấy, đúng. Số mol này là bằng 0,76 à. Rất tốt. Thế mình cảm ơn tất cả các bạn và các em. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án đúng. Là đáp án D. Nào, 26, phản xạ tiếp ạ. 26 ạ, phản xạ tiếp nào các em. Mạnh mẽ, khẩn trương. Chiến đấu để chiến thắng. Nhá, 26 ạ. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? C, li ti. 27, polyacrylonitrile được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Polyacrylonitrile được điều chế trực tiếp từ CH2 nối đôi CHCN. Đúng chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 28, phát biểu nào sau đây là đúng? 28 phát biểu nào sau đây là đúng? Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na không thể ở anode được mà nó phải ở cathode. A sai. Tất cả kim loại kiềm thổ phản ứng tốt với nước ở nhiệt độ thường. Tất cả các kim loại kiềm thổ thì phản ứng tốt với nước ở nhiệt độ thường. Sai. Beri không tác dụng với nước ở mọi điều kiện. Trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng cách nhiệt phân. Nhiệt phân là sai. Điện phân rồi. Nước vôi trong là dung dịch loãng của CaO lần. Quá chính xác. 28 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. Rất tốt. Thì mình tuyên dương tất cả bạn đã chọn đáp án D. Xem bạn nào comment D sớm nhất nào. Xem bạn nào comment D. U các bạn comment sớm thế. Ôi thế mà thầy vừa nhìn thấy có bạn vẫn sai nhá. Có bạn vẫn chọn 28C ấy nhá. Rất tiếc chưa buồn cùng em. Đây này có bạn vẫn chọn 28C này. Đây Khánh Minh lác này. Thấy rồi, bắt được quả tang Khánh Minh rồi. Khánh Minh lác. Khánh Minh với lại Cấn Trang lác. Đấy. Nhỏ chưa? Nhỏ chưa? Không sao cả các em ạ. Các em đừng có ngại vì việc sai. Bởi vì chỉ có sai, việc đầu tiên quyết định để việc chúng ta đúng đó là chúng ta phải sai trước đã. Và chúng ta học được từ những cái điều chúng ta sai nhiều hơn là từ những điều chúng ta đúng. Được chưa? Sai một lần nhớ cả đời nha. Thế thì có phải là chúng ta đã sai ở đây rồi, sai buổi sáng này cùng với thầy Minh, thì khi ở phòng thi chúng ta sẽ không bị sai nữa. Đúng không? 29. Kim loại trong số các kim loại dưới đây có tính khử mạnh nhất. Khi nào ba cần mua? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Mở cả. 29 đáp án B. 30 ạ. Hello Thám. Thám ơi, Thám khỏi ốm chưa? Trần Thám ơi, em khỏi ốm chưa? Hôm qua thầy dạy off thì thầy nghe thấy thông tin là chị Trần Thám chị bị ốm do lại uống nước đá và ngồi điều hòa. 30 ạ. 26,4 gram STX thu được. Đây mình sẽ chắc chắn là STNO đơn hảo rồi. CN H2N O2. Giờ mình bảo toàn khối lượng mình tìm được số mol của O2. Đúng không? Rồi bấm máy tính thôi. Bảo toàn khối lượng tìm được số mol O2. Vậy ta sẽ có là bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có là bao nhiêu đây ạ? Khối lượng ạ. À, bấm máy tính nhá. Bảo toàn khối lượng này, thầy cho này sang đây. Chúng ta sẽ có khối lượng của CO2 1,2 nhân 44 cộng khối lượng H2O 1,2 nhân 18 trừ đi khối lượng OST 26,4 bằng là ra khối lượng của O2 chia 32 là ra số mol của O2 1,5. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố O2. Bảo toàn nguyên tố O, mình sẽ tìm được số mol este. 2 lần số mol este cộng 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Đúng không? Vậy hoàn toàn từ đó mình tìm được số mol este. Nào, bấm máy tính nào.
Mình sẽ gọi 1,2 nhân 2 cộng 1,2 trừ số 1 2 là 1,5. 1,5 nhân 2 bằng chia 2 là ra số mol tệ 0,3 mol. Số mol tệ bằng 0,3 mol. Được chưa? Vậy công thức phân tử 1,2 chứ 0,3 nó là C4. Đáp án đúng là đáp án gì? Rất tốt. Đấy. Có anh Đạt, anh ấy làm quá nhiều và anh còn thuộc cả đáp án rồi. Thì làm sao chúng ta ngồi phòng thi ý, chúng ta phải làm đến mức level như vậy các em nhá. Câu 31 ạ. Công thức phân tử của methylformate. Công thức phân tử của methylformate. Tiên Dương, Nguyễn Dương, Tuấn Khoa tối hôm qua học rất trâu cùng thầy mình. Đến gần 11 giờ xong sáng nay vẫn dậy sớm được, rất tốt. Thế mới xứng đáng là học sinh của thầy. Công thức methylformate HCOCH3. À. Bài. Khối lượng ethylamin cần để tác dụng vượt đủ với 0,01 mol HCl thì ethylamin là C2H5. NH2. Vậy số mol nó là 0,1. Đúng không? Số mol nó là 0,1. Vậy ta sẽ có là 0,1 nhân phân tử khối. Thì bây giờ mình bấm được phân tử khối của ethylamin. Nào, phân tử khối ethylamin. Hai chín cộng 14 cộng 2 bằng. Ồ, bấm nhầm đấy. 29 cộng 14 đây lại ghi thành cộng 24. Đấy, tí toàn. 45. 45 nhân 0,1 thì bằng 45 nhân 0,01. Đúng không? 0,45, đây là 0,01. Được chưa? Đấy, cẩn thận nhá. 32 đáp án D các em nhá. Tiếp tục. 33. Hợp chất CrOH3 lần thì có tên là Chrome 3 hydroxit D. 34. Na2CO3. 34. Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt. Tên gọi Na2CO3 là natri carbonate. Đáp án A. Ấm nhá. Ấm nhá. Sáng nay chưa có câu nào mà khiến cho các bạn sai lủng nhiều đứa nhỉ. 35. Công thức của thạch cao sống là CaSO4 cộng 2 nước. Nói chung là sáng mình dậy sớm, mình làm quá nhiều rồi nên là lý thuyết các bạn học dậy sáng sớm cũng thấy mình quá chắc chắn rồi. Đúng không? Quá chắc chắn, quá xịt rồi. Câu 36 ạ. Cho các polymer sau. Cho các polymer sau. Số polymer điều chế được bằng phản ứng trùng hợp. Trùng hợp nhá. Polyethylene là 1, polymethyl methacrylate là 2, polyvinyl chloride là 3, polyacrylate nitrile là 4. Tất cả đều thực hiện được bằng phản ứng trùng hợp. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì ạ? D. 4. Ấm luôn nhá. Nào. 37 nào. 37 nào. Thực hiện phản ứng ester hóa giữa ethylene glycol với hỗn hợp gồm CH3COH và CH5COH thu được tối đa bao nhiêu ester hai chức? Bao nhiêu ester hai chức hay còn được gọi là DST? Anh ethylene glycol này sẽ có hai chỗ để cắm vào. Nếu đặt CH3COH là 1 thì CH5COH là 2, ta sẽ có 1 1 2 2 1 2, và tổng cộng chúng ta sẽ có 3. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. 38. Khí nào sau đây những tác nhân chính gây mưa axit? Thì tác nhân chính mà gây mưa axit đó là SO2. Nên là 38 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nhá. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 38 đáp án A. Và thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang ủng hộ rất là nhiệt tình thầy Minh trong cái chuỗi ngày tháng và live stream sáng sớm dậy cùng với 2K6, nỗ lực hết mức chiến đấu cùng 2K6. Thầy Minh rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại với tường và đi lên một buổi học free. Và thầy Minh rất mong muốn rằng là các bạn phải comment đáp án nhiệt tình hơn nữa, bởi vì một lần sai là một lần nhớ, sai một lần chúng ta sẽ nhớ được cả đời. Câu 39, phát biểu nào sau đây là không đúng? Thủy phân hoàn toàn anh sen thì thu được glucose. Đúng. Amylopectin có chút mạch phân nhánh. Đúng. Ferúc và glu là đồng phân nhau. Đúng. Ferúc là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. Sai. Thủy phân tinh bột chúng ta sẽ thu được alpha glucose nhá. 39 đáp án D. 39 đáp án D. Ôi, chia buồn với Nguyễn Đức Nhân, chia buồn với lại cụ ở đâu không phải? Thầy đọc nhầm. Nhầm mặt lẻ. Tuyên Dương rồi, Tuyên Dương Nguyễn Thúy, Tuyên Dương Khải Minh, Tuyên Dương Nguyễn Minh Luyến, Tuyên Dương Thúy Kiều, Tuyên Dương Cù Quỳnh Như, Tuyên Dương Nguyễn Đức Nhân, các bạn này comment đáp án rất chính xác. Nhomoxit ạ. Nhomoxit thì nó là Al2O3 đúng không? Và Al2O3 của chúng ta thì nó sẽ phải là gì ạ? Oxit gì? Oxit lưỡng tính các em nhé. Oxit lưỡng tính. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 40. Đáp án C. 41 ạ. Số nguyên tử O trong phân tử glucose. Số nguyên tử O trong phân tử glucose là gì ạ? Nào. Số nguyên tử O C6H12O6. Vậy ta sẽ có 6 O. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 42. 42.
cho kim loại Fe. Tác dụng HNO3 đặc nóng dư, thu được chất nào sau đây? Fe nhá, mà tác dụng với HNO3 đặc nóng dư thì thu được chất nào sau đây? Thì Fe chúng ta chắc chắn sẽ lên được Fe dung 3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án B, bỏ 42. Đáp án B, bỏ lên Fe dung 3. 43, anhít acetic thì có công thức là CH3, CHO. Đáp án chính xác là đáp án B. 44, kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp thủy luyện? Thủy luyện thì không thể điều chế được những anh kim loại tác dụng với nước, bởi vì giả sử như mình vừa điều chế ra anh kim loại đấy, nó tác dụng bố với nước mất. Vậy là bỏ K, bỏ Ca, bỏ Na. Đáp án đúng chúng ta là au, đúng không? Câu 45, để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 thành kim loại Fe thì Fe2O3 số mol nó bằng 0,1, phân tử khối 160 mà. Cộng với cần tối thiểu m gam kim loại nhôm thì ta sẽ thu được là Fe cộng với lại Al2O3. 2 ở đây. Hỏi m gam nhôm, mình sẽ tìm được số mol nhôm 0,1 nhân 2 bằng 0,2. 0,2 mà nhân với lại 27. Được chưa? 0,2 mà nhân 27 ạ. 0,2 nhân với 27 ạ. 0,2 nhân 27 bằng bao nhiêu? 5,4 đúng không các em? 5,4 chính xác. Rất tốt. Phải luyện nhẩm nhá. Luyện nhẩm nhanh như thầy mình nhá. Đấy. Câu 46 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quý tím chuyển sang màu xanh ạ? Dung dịch chất nào sau đây làm quý tím chuyển sang màu xanh? Thì các bạn lưu ý rằng là để làm quý tím chuyển sang màu xanh thì nó phải là có tính bazơ. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D, cào ạ. 47. Trong kim loại, trong công nghiệp, kim loại Fe thì thường được sản xuất trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp nào? 47 ạ. Trong công nghiệp ạ. Công nghiệp thì chúng ta chỉ sử dụng là gì ạ? Nhiệt luyện thôi nhá. Nhiệt luyện rất nhiều nhà máy gang thép Thái Nguyên ấy. Ở đây đang học có bạn nào ở Thái Nguyên không? Đúng không? Mình có nhà máy gang thép Thái Nguyên. Và nhà máy gang thép Thái Nguyên thì là thử sử dụng phản ứng nhiệt luyện. 48, một câu tính toán. Mùn cưa chứa 50% sen, thu được 80 kg glu. Vậy là sen ra glu C6H12O6. Được chưa? Hiệu suất toàn bộ tác trình 80%, 0,8. Số mol glu kg tấn đại yến coi như gam. 80 chia 160 bằng 0,5. Vậy mình tìm được số mol sen 0,5. Thuận nhân hiệu suất, nghịch chia hiệu suất để chia cho 0,8. 0,5 chia 0,8 nhân 160. Đấy. 0,5 chia 0,8 nhân 162 bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu ạ? 100 nhân 162 bằng 101,25, nhưng mà ở đây lưu ý này, 50% sen nên còn phải chia cho 0,5 nữa. Bằng 202,5 mùn cưa chứa hiệu suất toàn bộ quá trình là 80 kg glu. Thầy có bị bấm sai đâu không nhỉ? À chắc là thầy bị bấm sai rồi, thầy bị bấm sai đấy. Nào bây giờ chúng ta bấm lại nè. 80 này chia cho 160 là phân tử khối glu. 160 này bằng này, suy ra số mol sen là 0,5. Được chưa? Không phải, ta chắc là thầy bấm nhầm. 0,5 chia 0,8. Được chưa? Bằng này nhân với lại 162 bằng này. Được chưa? Chia cho 0,5 này bằng này 202. Thế thầy vẫn đang bị sai à? Bị sai đâu nhỉ? À có bạn bảo thầy là sai m lớn. À glu 180 đúng rồi. Đấy, toàn ở đây này. Toàn này 180, đấy là một cái sự lát của não đấy. Lát của não luôn đấy. Đúng chưa? Vậy này là 8 phần 18 chia 0,8. 8 chia 18 bằng này. Được chưa? Chia 0,8 bằng này nhân 162 này bằng này. Được chưa? Chia 0,5 bằng này 180. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Thank you tất cả các bạn và các em nhá. Đấy. Nhiều lúc là lag lắm, thấy không? Đến thầy có bị lag. Nhớ lộn luôn cái phần tử khối. Câu 49. 49 ạ. 49 ạ. Thank you các em nhá. Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu ạ? Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu ạ? Thì để làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu thì thằng Na2CO3 làm mềm mọi loại nước cứng, đúng không? 50. 50 khẩn trương nào các em. Nhanh. Comment đáp án nhanh lên, mạnh mẽ lên. Nồng độ khí metan, công thức của metan, CH4. 51. Anh này có tên thay thế là gì? 51 ạ. Anh này có tên thay thế là gì? 51 ạ.
Etin đúng không? Etinamin. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ etinamin. Tên thay thế. Wow. À, hỏi tên thay thế cơ. Tí toang. 51 là bị trùng nhưng hỏi tên thay thế đừng chọn B nhá. Xem nào. 51 bài nhà đứa chọn B. Tại vì 51 nếu B nó là tên gốc chức. Nào. Rồi, tên của nó phải là etanamin. Thế Minh Tuyên Dương bạn Phương Anh đã trả lời sai câu này. Tuyên Dương Phương Anh, học sinh học lớp offline của Thế Minh đã trả lời sai câu này. Tuyên Dương bạn Nguyễn Thị Minh Luyến là bạn comment chính xác, rất tốt. Bạn Trịnh Thu Phương comment chính xác. Bạn Nguyễn Phi comment chính xác, rất tốt. Đấy, Tuyên Dương các em. Những bạn trả lời sớm nhất và chính xác nhất. Năm 2 ạ, chọn đáp biểu sai. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học. Chính xác. Nối thanh ZN với vỏ tàu thủy bằng thép thì vỏ tàu thủy sẽ được bảo vệ. Chính xác. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây, sắt tráng thiếc bị xây sắt tận bên trong để ngoài không khí ẩm thì thiếc sẽ vận hành điện thoại. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang, vậy là thiếc thì kéo hoạt động hơn FE, nên nếu mà bị ăn mòn thì FE sẽ là bị ăn mòn chứ không phải là thiếc. Nên sai là C. Được chưa? Năm 3 bắt đầu đến những câu pan não. Bắt đầu đến những câu pan não rồi các em ạ. Cho dãy các polymer sau. Số polymer được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng. Lưu ý nhá. Số polymer được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là polyvinyl chlorua là 1, polystyrene là 2, polyethylene terephthalate là 3. Đấy, đứa nào chọn polyvinyl chlorua là sai. Polystyrene là sai bởi vì hai đặc đấy là trùng hợp. Trùng ngưng là polyethylene terephthalate thôi. Polybutadiene cũng là trùng hợp nhá. Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi? Một cháu thôi à. Một cháu thôi các em nhá. 53 đáp án A, Tuyên Dương bạn Nguyễn Thị Minh Luyến, Phương Anh, Luyến Lê, Quang Minh Nguyễn, Trịnh Thu Phương là những bạn comment đáp án sớm nhất ở câu 53 này. 54. Chọn phát biểu đúng. 54. Chọn phát biểu đúng. Hydro hóa hoàn toàn triolin thu được tripalmitin sai. Triolin phải thu được tristerin. Nilon 6, lapsan, olon thuộc loại tơ bán tổng hợp sai, nó là tơ tổng hợp. Mỗi gốc C6H10O5 của sen có 3 nhóm hoạt, chính xác. Protein chỉ bị thủy phân nhờ số tác enzyme là sai, có thể thủy phân bởi cả môi trường axit và môi trường kiềm. Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn câu 54 đáp án C. 55 ạ. Axit malic, công thức cấu tạo của axit malic có mạch C không phân nhánh, vậy loại B. Loại C. Được chưa? Là thành phần chính trong vị chua quả táo. Một mol axit malic phản ứng tối đa với 2 mol NaHCO3, vậy nó phải có 2 nhóm COH. Đúng chưa? 2 nhóm COH. Đây thằng này có 2 nhóm COH đây. Thằng này cũng có. Thằng này chỉ có 1 nhóm COH thôi, loại nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta đáp án A. Được chưa? 55 sao Phương Anh lại chọn D? Phương Anh chưa buồn với bạn Phương Anh, Phương Anh mắt đã bị lẻ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải 55 là đáp án A các em nhá. Đấy, mắt lẻ nhiều bạn mắt lẻ lắm. 55 đáp án A. 56 nâng cấp lên tí đấy. 56 thầy Minh nâng cấp lên tí đấy. Bắt đầu đến những câu nâng cấp rồi. Và những câu này rất dễ sai nhá. Những câu này rất dễ sai. Công thức nào sau đây của pentapeptide A thỏa mãn điều kiện sau? Thủy phân hoàn toàn một mol A thì thu được các alpha amino acid 3 gly. Vậy công thức nó là gly 3 ala 1 va 1. Thủy phân không hoàn toàn A ngoài các amino acid thì thu được 2 dipeptide. Vậy ala phải đứng trước gly và gly đứng trước ala. Anh này thỏa mãn. Một tripeptide gly gly va, vậy ia không có. Nhìn đi, gly gly va có, ala đứng trước gly, đúng chưa? Còn thu được hai dipeptide ala đứng trước gly và gly đứng trước ala thì ib không có. Gly gly va được này, ala đứng trước gly, gly đứng trước ala. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu này, câu 56 thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì ạ? Úi dồi, nhiều bạn chọn B thế. Đáp án C, đúng rồi, chính xác. Chia buồn với những bạn đã trả lời sai, đúng không? Nhưng đừng có sợ. Thầy tin chắc rằng là các em sai ở cái buổi ngày hôm nay thì các em sẽ không bao giờ bị sai nữa. Bởi vì sai một lần chúng ta sẽ nhớ cả đời. 57. Nếu chỉ dùng thêm phát bôn loãng thì có thể nhận biết được bao nhiêu kim loại? Úi dồi ôi, câu này hay. Cho nhận biết cơ Mg Al Ba Fe Ag H2S ô bốn loãng nhá. Và cái từ ki chính ở đây là nhận biết được thêm bao nhiêu. Các em chú ý nhá.
nhận biết được thêm bao nhiêu kim loại. 24 phản ứng với Mg sinh ra khí H2, phản ứng với Al sinh ra khí H2, phản ứng với Ba sinh H2 và sinh kết tủa BaSO4 màu trắng. Phản ứng với Fe sinh ra khí H2 và không phản ứng với Ag. Được chưa? Đấy nhá. Thế thì hiện tại là mình đã nhận biết được bao nhiêu kim loại? À, nhận biết được hai thằng chứ. Ba và Ag là nhận biết xong rồi. Được không ạ? Thì mình có kết tủa BaSO4 và anh Ag là anh không phản ứng. Vậy 57 đáp án đúng là đáp án. Ui, sao bạn chọn được 3 nhỉ? Sao các bạn chọn được 3 nhỉ? Các bạn chọn 3 là các bạn nhận biết được kiểu gì? Rồi, nhận biết được BA và AG nhé. Được không ạ? Chúng ta chỉ nhận biết được BA và AG thôi, hai kim loại thôi. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Ok chưa? Đấy. Câu này hay chưa? Cực kỳ lạ. 58, quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra Mg tinh bột và 151,2 lít khí O2, giá trị của M. Thế là CO2 cộng H2O thì ra tinh bột là C6H10O5 cộng O2. Đúng chưa? Đúng không ạ? Câu này hay này, câu 58 này hay này, dạng này lạ này. Đúng chưa? Đấy, bây giờ mình cân bằng đó. Đây 6. 6 được chưa? Bây giờ 10 này chia cho 2 bằng 5. Ok chưa? Đây 5 trong này, vậy đây là 6O2 ở đây. Vậy khí O2 151,2. Khí O2 151,2, vậy chúng ta sẽ tìm được số mol nó. 151,2 chia 22,4 bằng 6,75. Vậy suy ngược lại C6H10O5 chia cho 6 bằng 1,125. Mà nhân lên 162. 162 bằng bao nhiêu ạ? 182,25. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 58 là đáp án C nhá. Rất tốt. Đấy, tính toán như thế 59 ạ. Ôi trời ơi, đến những câu đếm rồi. Đến những câu đếm chầm kém rồi. Các em ạ, những câu đếm này chầm kém lắm. Mình phải làm phải cẩn thận để ăn chắc được điểm số. Bởi vì đến những câu đếm này, đây là những cái câu mức độ là ăn những điểm trên 8 rồi. Amorphous thuộc loại phân hỗn hợp, sai. Phân phức hợp các em nhé. Sai, phân phức hợp. Amon ZN vào dung dịch chứa 2 amon FeCl3 thu được dung dịch chứa 1 chất tạp. Sai, bởi vì đây ZN cộng với Fe3 cộng thì thu được ZN2 cộng cộng Fe2 cộng. Đây là 2, đây là 2, mà đây là amon thì này là 2A rồi. Đúng chưa? Vậy là hết. Vậy thu được hai chất tan là ZN2 cộng ZNCl2 và FeCl2 chứ. Sai. B sai. C, điện phân nóng chảy Al23 thu được khí X tại anốt. Chính xác. Khí oxy tại anốt là chính xác rồi. Đúng rồi. Vậy C là đúng. Có thể sử dụng dung dịch HCl để phân biệt bọn này. Xem nhá, cho HCl vào đây. Fe sinh ra khí H2 bay lên. FeO thì không. Đúng chưa? FeO thì không hiện tượng. Đúng chưa? FeO không hiện tượng tạo thành muối Fe dương 2. Fe2O3 thì tạo thành Fe dương 3. Đúng chưa? Đấy. Thế là mình nhận biết được Fe nhé. Đúng không ạ? Khi mình nhận biết được Fe rồi. Khi mình nhận biết được Fe rồi thì mình thêm cái thằng Fe vào trong dung dịch FeO thì không hiện tượng, nhưng vào trong dung dịch Fe3 cộng thì tan. Vậy nhận biết được, đúng. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là CD đúng. CD đúng, vậy chúng ta sẽ nhận, vậy chúng ta sẽ có hai phát biểu đúng. Đấy. Wow. Tuyên dương bạn Cấn Trang làm chính xác này. Tuyên dương Trịnh Thu Phương, tuyên dương Phạm Thu Hiền, tuyên dương Nguyễn Dương Tuấn Khoa. Rất tốt, các bạn này trả lời rất chính xác câu 59. Rất tốt luôn. 60. 60 nào. 60 các bạn chọn đáp án gì nào? Ala, gly, gly phản ứng màu bure đúng. Acid 6 amino hexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ ni lông 6,6 là sai. Acid adipic và hexamethylene diamin cơ. Sai nhá. Lysine không làm đổi màu quý tím, sai tiếp. Lysine phải làm đổi màu chứ. Trong phân tử protein thì luôn chứa liên kết peptide, chính xác. Cái này đúng. Acid glutamic có tính chất lượng tính, đúng.
Vậy ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Nhưng đề bài là hỏi phát biểu sai cơ. Vậy chúng ta sẽ chỉ có 2 phát biểu sai mà thôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. 60 đáp án B, bỏ. Đề bài hỏi số phát biểu sai nhá. Trời ơi, Quang Minh đã bị lừa, Nguyễn Dương, Tuấn Khoa chính xác, Tuyên Dương em, Nguyễn Phi đã bị lừa, Cấn Trang đã bị lừa, Trịnh Thu Phương đã bị lừa. À đâu, Trịnh Thu Phương chưa bị lừa chứ, sorry, Trịnh Thu Phương chính xác. Cù Quỳnh Như đã bị lừa, Triết Nguyễn đã bị lừa, Đức Yên đã bị lừa. Kinh chưa? Số biểu sai các em nhá. Đừng để bị lừa như vậy nữa nhá. Câu 61. Câu 61 ạ. Câu 61 ạ. Kim loại nhôm có màu trắng bạc. Kim loại nhôm có màu trắng bạc nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Cái này đúng. Số khí CO2 đến dư và dung dịch NaLO2 thu được kết tủa. Kết tủa là kết tủa AlH3 lần. Đúng. AlH3 không tác dụng với dung dịch NaOH. Sai. Có, tan hoàn toàn. Trong công nghiệp quặng bauxit được dùng để sản xuất, dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. Đúng. Hỗn hợp cryolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn là sai. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Thêm cryolit vào để giảm cái nhiệt độ đi. Đây lại cao hơn là sai rồi. Đúng chưa? Vậy ta sẽ có số phát biểu đúng là A, B, D. 3 phát biểu đúng các em nhé. A, B, D. 61 đáp án C. 61 đáp án C. Đấy, Tuyên Dương Nguyễn Dương Tuấn Khoa, bạn comment nhanh nhất, sớm nhất. Tuyên Dương Trịnh Thu Phương, Phạm Thu Hiền, Cấn Trang, Quang Minh Nguyễn. Rất tốt. 62 nào. 62 nào. Và 62 cũng chính là cái câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. 62 cũng chính là cái câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn có comment đáp án của 62. 62 đáp án gì ạ? Polyethylene PET là một polymer điều chế từ axit terephthalic và ethylene glycol. PET thuộc loại polyester, vẽ cái thằng cấu trúc của nó ra đã. Nó là gì ạ? Ethylene và axit terephthalic, vậy nó là OCO C6H4 CO O CH2 CH2 O tất cả N lần. Được chưa? Hai viết gộp lại công thức nó sẽ là C. C mấy đây? 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10. C10 H này. 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 2 là 8. O 1 2 3 4. Đấy. Tất cả N lần. Vậy PET thuộc loại polyester. Chính xác. Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp. Đúng. Tơ tổng hợp. Chính xác. Trong một mắt xích PET phần trăm khối lượng carbon là 62,5. Chia thôi. Một mắt xích ở đây là C, là một hàng C10H8O4. Giờ này chỉ có chia. Đừng để bị lé là được, đúng không các em? Đừng để bị lé là được. Nào, mình cùng chia nào. 12 x 10 là 120. Chia cho phân tử khối. 120 cộng 8 cộng 16 nhân 4 bằng nhân 100% bằng 62,5%. Đúng. Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephthalic và ethylene glycol được loại phản ứng trung ngưng. Đúng. Một mol axit terephthalic phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư sinh ra tối đa một mol CO2. Chính xác. Sorry, từ từ mình đấy. Sinh ra 2 mol CO2 mới đúng. Tại vì thằng axit terephthalic nó có hai nhóm COH, hai nhóm COH thì nó phải sinh ra hai thằng CO2, đúng không? Vậy chỉ có 1 2 3 4 là đúng rồi. 1 2 3 4 là đúng rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án này. Rất ấm, rất ngon lành. Rất xịn. Ok chưa? Các em. Các em ơi, buổi sáng dậy sớm học bài của thầy Minh. Chiến đấu cùng các em. Đã sang ngày hôm nay là ngày thứ 12. Và chúng ta học với nhau gần được trọn vẹn 2 tuần rồi. Thì mình rất mong muốn là những buổi sáng tiếp theo thầy sẽ sát cánh cùng các em để chinh phục đỉnh cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2024. Và thầy mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cũng ủng hộ thầy mình. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng ngày mai. Chúc tất cả các em một buổi sáng vui vẻ. Chiến đấu để chiến thắng. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhá. Chúc các em buổi sáng vui vẻ.
năng suất và đầy năng lượng.